Kính chào quý vị khán giả. Quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thời sự trưa thứ năm, ngày 16 tháng 7 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Sau đây là một số thông tin đáng chú ý trong chương trình thời sự trưa nay. Nội dung chi tiết. Thưa quý vị khán giả, sáng nay Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 9 đã tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 16. Các đồng chí Nguyễn Văn Du, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phương Thị Thanh, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Hoàng Thu Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chủ trì kỳ họp. Dự kỳ họp có đồng chí Hoàng Duy Trinh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 của tỉnh. Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Văn Du, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, trong 6 tháng đầu năm, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh, nhưng với sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh, tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn vẫn cơ bản ổn định, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm và giữ vững, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội được chú trọng, hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa được thay đổi phù hợp với tình hình phòng chống dịch bệnh COVID-19. Việc hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng trực tiếp của dịch COVID-19 đảm bảo đúng, đủ, kịp thời. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Bí thư tỉnh ủy cũng chỉ ra một số hạn chế còn tồn tại như diện tích gieo trồng một số cây nông nghiệp chưa đạt kế hoạch, dịch tả lợn châu Phi sau thời gian được khống chế đang lây lan trở lại, hoạt động thương mại du lịch đạt thấp, nhiều doanh nghiệp hợp tác xã, hộ kinh doanh phải ngừng hoạt động, cắt giảm nhân công. Nhiều hoạt động về giáo dục, văn hóa, thể thao, thông tin, du lịch bị tạm dừng, ảnh hưởng chung đến kế hoạch thực hiện cả năm 2020. Đồng chí đề nghị tại kỳ họp này, các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, hiến kế, đóng góp tâm sức xây dựng nghị quyết Hội đồng Nhân dân bảo đảm khả thi, phát huy hiệu quả trong thực tiễn. Sau phát biểu của đồng chí Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, kỳ họp đã được nghe một số báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành của Ủy ban Nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020, báo cáo hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, thông báo việc tham gia xây dựng chính quyền và các kiến nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh với Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm 2020. Báo cáo kết quả giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc sắp xếp tổ chức bộ máy và công tác quản lý, sử dụng, tinh giản biên chế trong cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh. Báo cáo tình hình thực hiện thu chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm, giải pháp thực hiện nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2020. Báo cáo thẩm tra của các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh. Theo kế hoạch, kỳ họp thứ 16 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 9 sẽ diễn ra trong hai ngày 16 và ngày 17 tháng 7. Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn sẽ tiếp tục thông tin về nội dung của kỳ họp trong chương trình thời sự tối nay. Quý vị khán giả quan tâm theo dõi. Hôm qua, huyện ủy Ba Bể tổ chức hội nghị sơ kết công tác nội chính, công tác kiểm tra 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020, tổng kết việc thực hiện quy định số 30 về công tác kiểm tra giám sát kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ 2015-2020. Hội nghị đã thông qua dự thảo báo cáo sơ kết công tác nội chính, cải cách tư pháp, kiểm tra giám sát 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Về thực hiện quy định số 30 của Ban chấp hành Trung ương Đảng quy định về công tác kiểm tra giám sát kỷ luật của Đảng, Ban thường vụ huyện ủy và Ủy ban kiểm tra huyện ủy đã ban hành các văn bản để lãnh đạo chỉ đạo hướng dẫn cho tổ chức Đảng và Ủy ban kiểm tra cấp dưới thực hiện công tác kiểm tra giám sát của Đảng. Trong nhiệm kỳ đã kiểm tra, giám sát 26 tổ chức với 57 đảng viên, cấp ủy cơ sở kiểm tra 194 tổ chức với 151 đảng viên, thi hành kỷ luật 4 đảng viên, khiển trách 1 trường hợp, cảnh cáo 2 trường hợp, cách chức hết các chức vụ trong Đảng 1 trường hợp. Thông qua kiểm tra giám sát đã giúp cấp ủy, tổ chức Đảng kịp thời phát hiện, giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc phát sinh từ cơ sở, chủ động phòng ngừa, không để xảy ra các vụ việc nổi cộng phức tạp. Công an huyện Chợ Đồn phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện tổ chức diễn đàn công an lắng nghe ý kiến nhân dân và đối thoại về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính năm 2020. Nội dung của diễn đàn tập trung vào các vấn đề như tình hình, kết quả công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao của cán bộ chiến sĩ công an nhân dân, nhất là lực lượng công an chính quy được điều động các chức danh công an xã, tinh thần trách nhiệm, phẩm chất đạo đức, tư thế, lễ tiết,
tác phong, văn hóa giao tiếp, ứng xử của cán bộ chiến sĩ công an nhân dân, những vướng mắc trong giải quyết thủ tục hành chính, biện pháp tháo gỡ khó khăn, đảm bảo mục tiêu 3 giảm, giảm thời gian, giảm thủ tục hành chính, giảm chi phí trong giải quyết thủ tục hành chính. Những vấn đề khác liên quan đến công tác xây dựng lực lượng công an nhân dân và công tác tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính. Tại diễn đàn, các ý kiến thống nhất cho rằng công tác đảm bảo an ninh trật tự cũng như đời sống dân cư ngày một tốt lên, ổn định một phần rất quan trọng là do lực lượng công an huyện, công an xã đã làm tốt nhiệm vụ, đồng thời phát huy quyền làm chủ trên mặt trận tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương trong thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nhiệm kỳ 2015-2020, cơ cấu kinh tế của huyện Ngân Sơn chuyển dịch theo hướng tăng dần tỉ trọng khu vực dịch vụ, công nghiệp, xây dựng và giảm dần tỉ trọng khu vực nông lâm nghiệp. Hiện nay tại huyện Ngân Sơn có gần 120 cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp hoạt động, tăng 8 cơ sở so với nhiệm kỳ trước. Trước đó ngành khai khoáng có 6 cơ sở, ngành công nghiệp chế biến chế tạo có hơn 100 cơ sở, ngành sản xuất và phân phối điện có 1 cơ sở, ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải có 2 cơ sở. Xác định phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp là một trong những khâu đột phá cho phát triển kinh tế. Những năm qua, huyện Ngân Sơn đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp khuyến khích phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa. Huyện đã xác định tiềm năng và lợi thế ngành nghề chủ yếu của huyện là công nghiệp chế biến gỗ, khoáng sản, sơ chế thuốc lá, hàn xì, điện dân dụng. Đây là lĩnh vực có mức đầu tư không lớn nhưng lại có vai trò quan trọng giúp tăng thu nhập và tạo việc làm, đặc biệt là giảm thời gian nhàn rỗi ở nông thôn. Năm 2019, giá trị sản xuất công nghiệp của huyện Ngân Sơn đạt hơn 30 tỷ đồng. Sau khi xóa bỏ lò gạch thủ công thì vật liệu xây không nung và gạch tuy nen là hai vật liệu được người dân và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh lựa chọn. Khác với gạch thủ công, đây là hai loại vật liệu được đầu tư và được cấp phép của cơ quan chức năng. Tuy nhiên do đây là những công nghệ mới, việc kiểm định chất lượng cũng đang là vấn đề đặt ra. Đây là ngôi nhà đang xây dựng sửa sang của ông Hà Văn Tuấn ở tổ 10, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Cạn. Quá trình xây dựng hết tầng 1 và một phần tầng 2 diễn ra bình thường. Tuy nhiên mới đây khi hoàn thiện việc xây dựng tầng 2, gia đình đã phát hiện nhiều viên gạch có dấu hiệu vỡ nứt, không đảm bảo cho việc thi công. Được biết toàn bộ số gạch ở đây được mua của nhà máy gạch tuy nen Cẩm Giàng. Theo lãnh đạo của nhà máy này, nhiều năm qua chất lượng gạch đều đảm bảo. Tuy nhiên do mới đây nhà máy thay đổi nhà cung cấp nguồn than nung gạch và có thể đây là nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng. Cái chỗ than này là than mình nhập ở đâu? Cái chỗ bãi này này. Cái này thì là mình biết là nhập chỗ bên đơn vị là cung cấp than ở đâu, còn bên đơn vị cung cấp than lấy than ở đâu thì mình không nắm được. Ngay sau khi có những khác thường liên quan đến chất lượng gạch tuy nen, Sở Xây dựng đã tiến hành kiểm tra và lấy mẫu kiểm định, nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả. Tuy nhiên với những viên gạch dễ dàng bị vỡ nát như thế này, sẽ không tránh khỏi những hoang mang lo lắng của người dân. Ngoài gạch tuy nen, người dân và chủ yếu là các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng sử dụng vật liệu xây không nung cho các công trình xây dựng. Khác với công trình dân dụng, trước khi vật liệu xây đưa vào thi công tại công trường đều phải được thí nghiệm. Chính vì vậy chất lượng đầu vào cũng sẽ được đảm bảo an toàn hơn. Mới đây tại công trình thi công cầu Nạm Cắt, nhà thầu là công ty xây dựng và phát triển nhà Mê Linh cũng cương quyết không sử dụng một xe gạch do nghi ngờ chất lượng không đảm bảo. Sát chủ đầu tư đã lập biên bản hiện trường và xử lý là không cho nhà thầu xây cái xe gạch ở đấy và đổ bỏ đi. Và nhà thầu sẽ cam kết là lấy gạch chuẩn và đủ cường độ và để làm công trình cho đảm bảo chất lượng kỹ thuật. Ngay sau khi phát hiện những bất thường của những viên gạch tại đây, chủ đầu tư, nhà thầu và đơn vị cung cấp là công ty cổ phần tư vấn đầu tư phát triển hạ tầng tiến hành thí nghiệm kiểm tra tại trung tâm thí nghiệm và kiểm định chất lượng công trình xây dựng. Kết quả là những viên gạch ở đây đều đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng cho phép. Theo ông Võ Quốc Toàn, giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Bắc Cạn, ngoài việc đẩy nhanh tiến độ các công trình, chủ đầu tư đặc biệt quan tâm đến việc đảm bảo chất lượng công trình. Trong đó sẽ kiểm soát chặt chẽ các vật liệu đầu vào, yêu cầu các nhà thầu tạm dừng ngay việc thi công, sử dụng những vật liệu có dấu hiệu không đảm bảo. Bên cạnh những nội dung mà để đẩy nhanh tiến độ ấy, thì chúng tôi cũng là tăng cường cái công tác giám sát về chất lượng, quản lý nguồn vật tư đầu vào. Và đối với các cái vật liệu đầu vào ấy, thì chúng tôi sẽ tổ chức là nghiệm thu và thí nghiệm đảm bảo chất lượng mới đưa vào để thi công cho công trình. Đối với những trường hợp mà vật liệu mà không đảm bảo, chúng tôi sẽ lập biên bản và yêu cầu nhà thầu sẽ vận chuyển ra khỏi công trường.
Ngay sau khi hoàn thành xóa bỏ lò gạch thủ công, hiện nay trên địa bàn tỉnh cũng đã phát triển trên 10 nhà máy gạch tuy nen và vật liệu xây dựng không nung. Đây là yếu tố quan trọng đảm bảo nguồn cung cấp vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, phần lớn đây là những nhà máy mới đầu tư xây dựng với những công nghệ mới. Chính vì vậy, trong quá trình sản xuất, vận hành dây chuyền, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất cũng cần rất cẩn trọng, đảm bảo chất lượng tiêu chuẩn đề ra. Chương trình thời sự trưa thứ 5 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Ngay sau đây là phần tin trong nước và quốc tế của chương trình thời sự trưa này.